Rồi, lại là em đây cả nhà. Em Tòng An Phát chào cả nhà nha. Hôm nay em lên một cái video này thì em mong bà con có xe tải cũ đã qua sử dụng không muốn xài nữa thì alo cho em. Hiện tại thì Tòng An Phát đang ở bãi xe của em nha. Và hiện tại em đang cần nhập một ít xe về để bán nha cả nhà. Cả nhà cần xe, cần bán xe hoặc cần mua xe cứ alo cho em qua số hotline của em nha. Thì hôm nay em sẵn đây em quay luôn, còn mấy cái mẫu xe giá rẻ thì em quay luôn cho cả nhà. Và em muốn lên sóng video này để em mua thêm một ít dòng xe nữa ha. Đó, em mua thêm một ít dòng xe nữa, xe tải hoặc là xe du lịch giá rẻ, giá hợp lý thì bà con cứ phone cho em nha. Qua số hotline của em là số 0988 454 318 nha. Tất cả các dòng xe, xe tải cũ, xe 7 chỗ, xe 4 chỗ, và bà con cần cái dòng xe nào đó cần bán hoặc cần trao đổi cứ alo cho em nha. Rồi bây giờ bà con hãy theo dõi một vài mẫu xe tải cũ còn lại nha và em cần mua. Giờ thì bên em còn vài mẫu thôi, vài mẫu giá rẻ cho cả nhà mình xem và tham khảo thôi nha. Đó. Và ở dưới này, trên này thì còn 3 xe, ở dưới kia thì còn 3 xe nữa. Xe tủ cũ còn tồn đọng lại. Thì trên video clip này thì giá xe em còn giảm cho bà con mình rất nhiều. Đó, cho nên là bà con cần cái dòng xe nào đó thì cứ alo cho em. Em này là em Ford Everest đời 2011 nha. Máy dầu số sàn. Đó, xe cực kỳ là đẹp nha cả nhà. Xe cực kỳ là đẹp nha. Đó, xe rin không lỗi nha. Máy số rin nha. Có sao thì em báo vậy ha. Gầm là sơn phủ gầm từ mới luôn. Sơn phủ gầm từ mới. Đó, máy rin, số rin, sơn rin vẫn còn nhiều nha. Không có mất một phân chỉ nào hết. Đó, zin từ đầu tới đít luôn. Bốn cái mà vỏ mới thay, bốn vỏ đi repton nha cả nhà. Bốn vỏ mới thay đi repton. Nó sơn phủ gầm từ mới. Xe này hôm bữa em có lên video chi tiết rồi. Giá bán là 335 triệu, em mua em bớt cho 5 triệu bao rút hồ sơ nữa. Anh chị em bà con nào thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Đến bãi xe Tòng An Phát để xem xe và trao đổi thêm thông tin. Đó, đến trực tiếp bên em có thể giảm sâu thêm cho cả nhà của mình nha. Con này là 7 chỗ, máy dầu một cầu nha, máy dầu một cầu số sàn nha. Đó. À, em này thì Suzuki đời 2011. À, em bán với giá 90 triệu, bà con tới mua thì em còn bớt thêm cho cả nhà của mình nữa nha. Đó. Mấy thời gian trước thì xe này giá nó cũng căng. Giá nếu mà xe mà phải phải trên 90 hoặc có thể là hơn 100 luôn. Xe đẹp thì có thể hơn 100. Đó, xe này máy số là cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Máy số rất là ngon nha. Hiện tại em đang còn một em Vim ngoài phía sau này nữa. Em Vim này 1,5 tấn đời 2015. Em bán với giá là 145 triệu, mua em bớt 5 triệu em bao rút hồ sơ nha. Đó, mua mua em bớt 5 triệu. Đó, bao rút hồ sơ cho cả nhà của mình. Em này biển 48 máy rin nha. Xe này máy rin, xe này với xe kia máy rin. Con su này có làm lại rồi nha, con su này máy có làm lại rồi, xe này máy cũng rin luôn. Đó. Giá là 145 triệu, mua em bớt là còn 140, rồi em sẽ bao rút hồ sơ cho cả nhà của mình nha. Đó, còn một vài mẫu thôi, không có còn nhiều. Thì nói chung em lên video này thì em quay mấy cái mẫu này em có quay hết rồi, thì bà con cần mua thì cứ gọi điện cho em nha. Và đặc biệt là em cần mua nha, em cần mua nha cả nhà. Hiện tại trời đang mưa luôn, trời đang mưa luôn, trời đang mưa luôn nha cả nhà. Đó, hiện tại bãi dưới này hết xe rồi, còn có que que ba chiếc thôi. Ba chiếc này nằm cũng lâu rồi này. Đó, trời đang mưa cả nhà thấy không. Đó, em không có đội nón luôn á. Xe này xe Vim đời 2017 cả nhà, em bán 190 nha, mua em bớt cho. Đó, rồi bao rút hồ sơ cho, bao rút hồ sơ cho. Lúc này rút hồ sơ khá là lâu nha cả nhà, cho nên bà con nào á mà muốn rút hồ sơ á, cho nên là thứ nhất là chờ đợi lâu nha. Đó, hồ sơ bữa nay không nói trước ngày nào có đâu, bao rút thì rút thôi, vài tháng mới có được cái hồ sơ nha, chứ không phải nhanh như lúc trước. Lúc trước thì tầm khoảng 10 bữa là một tuần lễ là có hồ sơ, nay thì không dám báo trước, không dám báo trước nha. Cho nên là lúc này bà con mình không nên rút hồ sơ, em nói thật sự luôn, lúc này bà con mình không nên rút hồ sơ nha. Đó, vì nó đang trong tình trạng là quá tải, với một phần nữa là nó quá thủ tục, nó quá rườm rà, cho nên là bà con mình càng khổ cho bà con mình thôi. Đó, nhà nước thấy tiện lợi đâu không thấy, mà thấy nó bất tiện rồi nó tốn kém, nó nói chung là đủ thứ chi phí hết trơn. Nói
tính ra là nói ít chi phí mà cuối cùng quá nhiều chi phí mà lại mất công đủ thứ hết nha cả nhà. Đó, hiện tại em đang nhập cần nhập ít xe, tầm xe 8 tấn quay đầu, 8 tấn tới 500 kg nha. Cả nhà có cứ alo cho em nha. Các dòng xe tải nha. Các dòng xe luôn, xe nào cũng mua hết. Rẻ có cũng mua, mắc có giá hợp lý em cũng mua. Đó. Đây thì hết xe rồi, còn có vài xe thôi. Còn em này em Cửu Long em cũng có lên rồi. Đời 2010, 1 tấn 25 còn tấn thùng 3,3 m. Giống y như Kia đấy mày, thùng nó giống Kia nha. Nhưng xe thì không giống Kia, xe thì xe Trung Quốc thôi. Giá rẻ, giá khởi nghiệp. Con này 70 triệu mua em sẵn sàng em bớt cho bà con mình. Đó, mua sẵn sàng em bớt nhiều cho bà con mình luôn. Đó, bán em giảm giá cực kỳ luôn. Đó, dàn lốp là cực kỳ đẹp. Đó, đời 2010 nha. Gọi số hotline này cho em. Số 0988 454 318 nha. Cứ kết nối trực tiếp Zalo cho em nha. Đó, số Zalo của em. Cứ kết nối Zalo cho em. Em sẽ trả lời bà con của mình, hoặc là bà con mình để lại comment bình luận bên dưới, em sẽ trả lời hết bà con của mình nha. Đó, con này là con chiến thắng, bà con mình hãy đóng góp ý kiến cho em nha. Nói bán xe này giá này nó hợp lý hơn, nhưng mà bà con mình nói chung trả cái giá nào đó nó thực sự nó có công cho bọn em nha, cho dân lái bọn em còn có động lực để mua về mà bán cho cả nhà của mình nữa. Ví dụ em mua con xe này 7 mấy 80, em bán 9 mấy, nó thì phải có lời em mới làm nổi, em mới duy trì được cửa hàng, em mới duy trì được cái bãi xe của em. Đó, hiện tại em đang cần mua các dòng xe. Cả nhà có cái dòng xe tải cũ nào giá nó rẻ thì cứ alo cho em ha. Có những dòng em không mua nha cả nhà, có những dòng em không mua nha, chứ không phải là dòng nào em cũng mua. Đó, ở nhà cần cứ liên hệ cho em nha. Xe này em bán 95 triệu nha, mua em bớt cho 5 triệu luôn. Đó, trên clip này. Đó, mua em bớt cho 5 triệu còn 90. Đời 2014 nha cả nhà. Đó, đời 2014, ngay chủ đứng tên luôn nha. Con này ký rút hồ sơ được. Xe này ký rút được hồ sơ luôn. Nói chung xe nào cũng ký rút được hồ sơ hết trơn á, nhưng mà hiện tại là thời gian này bà con mình không nên rút hồ sơ ha, vì nó chậm lắm. Cứ ký giấy ủy quyền hoặc là ký mua bán để đó đi, rồi từ từ lắng xuống rồi bà con mình rút. Chứ bây giờ rút thực sự nó rút là rút được hết á, nhưng mà nó lâu, bà con mình rút và không có xe để chạy á, nó vậy thôi. Rồi ha, đến đây cuối video rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau nha. Cả nhà xem được video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha.